Thưa quý vị, Bảo tàng Rodin của Pháp mở cửa trở lại sau 3 năm trùng tu, tin từ Paris, Pháp Quốc. Toàn bộ khuôn viên bảo tàng Rodin bao gồm khách sạn Byron, khu vườn và ngôi biệt thự, điện viên tòa lạc ở trung tâm ở thủ đô Paris, vừa là nơi ở, vừa là nơi sáng tác và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắc nổi tiếng Auguste Rodin cho đến khi ông qua đời vào năm 1917. Sau khi trùng tu, các tác phẩm nghệ thuật sẽ được trưng bày theo trình tự thời gian và các chủ đề khác nhau không chỉ sở hữu các tư liệu hình ảnh, họa phẩm và các tác phẩm điều khác. Lúc sinh thời của August Rodin, bảo tàng này còn có các tác phẩm nghệ nhân Vincent van Gogh và Edward Munch mà Rodin đã từng sở hữu được. Bảo tàng Rodin được quyết định trùng tu do sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ lượng du khách 700.000 người đến biến thăm mỗi năm. Nội thất bên trong được tân trang, lớp gỗ ốp tường phòng tiếp tân cũng được sơn lại bằng lớp sơn đặc biệt gọi là Byron Gray. Bà Catherine Chevalier, Người phụ trách dự án cho biết, dự án trùng tu tiêu tốn khoảng kinh phí 16 triệu Âu Kim, trong đó gần một nửa là từ ngân sách chính phủ, số còn lại là do họ huy động từ các nguồn xã hội hóa. Bảo tàng Rodin mở cửa trở lại vào ngày 12 tháng 11, đúng vào ngày sinh nhật thứ 112 của nhà điêu khắc August Rodin.